Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì S8TV sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ ra Hải Dương để cùng với các anh em đi tìm lại cái sự thật, tìm lại cái công lý, cũng như là tìm cái tên Luân. Chuyến bay Cái tên Luân này là một gã đàn ông rất là vũ phu VN34 với của một người phụ Việt nữ Nam đang mang bầu. Dạ không, bác sĩ nói là bác sĩ này là bác sĩ không có làm. Nhưng mà em bác sĩ nói là em bé thiếu cân á. Là em bé chỉ được có 1,7 kg thôi. Trời ơi. Bác sĩ nói là em bé không có đủ chất á nên là em bé phát triển chậm. Bác sĩ được hai hộp thuốc. Bác sĩ cho đó là thuốc của thôi. cô chị đó ấy đó ha. Cái này là bác sĩ đưa thuốc này là thuốc cho em dưỡng bà mẹ với lại dưỡng cho em bé á. Với Rồi lại sáng chị có đủ tiền trả mấy thuốc đó không? dạ cái này là mẹ em trả chứ em không có tiền trả. Dạ. Vậy là trong cái lúc mà thời gian mà chị ở ngoài bên chồng như vậy đó, là em nghĩ là cái điều kiện ăn uống của chị chắc không đủ chất, nên nó dẫn đến thêm cái việc cái người chồng tác động chị trong thời gian dài nữa, thì nó Dạ. dẫn đến một cái nguyên nhân đó là thai yếu tới ngày hôm nay đúng không chị? Dạ. Và chị bây giờ đang rất là lo lắng, em thấy chị bây giờ đang rất là lo lắng, lo sợ đúng không? Dạ. Em sợ em bé nó không có đủ chất với lại nó yếu á nên là em sợ. Và tối hôm qua là lúc nghỉ ngơi là chị cũng vẫn còn ám ảnh cái chuyện của người chồng là tác động cho mình không chị? Còn anh, em vẫn còn sợ, em vẫn còn lo lắng. Mỗi lần mà nghe tiếng xe ngừng trước nhà là không ngủ được đúng không Đúng chị? rồi, cứ mỗi lần mà cứ có nghe nghe mà xe mà nó chạy mà nó ghé là bắt đầu là cả hình như là cả nhà em luôn á, không ai ngủ được á, cứ ngóc dậy xem người nhìn cửa sổ người nhìn cửa lớn á, xem ơi ai ngủ đêm cũng đâu có dám mà tắt đèn đâu, cứ để mở đèn vậy đó sợ. Và cái lúc nè, cho em hỏi lại cái câu hỏi là cái lúc mà chị vô bệnh viện, chị kể nguyên nhân là chị dẫn đến đi cái giám định thương tật như thế, là chị bạo hành ở Hải Dương như vậy, thì bác sĩ người ta cũng không có tạo điều kiện để người ta giám định cho chị hả? Dạ không, bác sĩ nói là bác sĩ này là bác sĩ không có làm được. Em cũng có trình bày là do em bị bạo hành ở ngoài Hải Dương. Rồi bây giờ em về đây nên nó là bây giờ em trốn về đây nên là em nhờ là mấy y tá bác sĩ ở đây là giám định thương tật cho em. Rồi đó là y tá bác sĩ ở đây là nói với em là em việc em bị bạo hành ở ngoài kia nhưng mà ở đây là phải có giấy của bên cơ quan công an. Người ta mới làm được cho em, người ta cũng muốn giúp đỡ cho em nhưng mà cái đó là ngoài khả năng của người ta không làm được. Mình không thể nào mình giám định cá nhân được hết đâu. Dạ không, em cũng có hỏi hết rồi nhưng mà người ta không làm được cho mình. Và chị có hỏi thêm bác sĩ là cái vấn đề là ví dụ như trong thời điểm này vết thương nó còn rất là rõ ràng như vậy thì Dạ. chị giám định thương tật thì nó sẽ rõ ràng hơn, và Dạ. cho để trong thời gian tới mà được cái giấy giới thiệu của bên phía cơ quan á Dạ. thì thương tật nó sẽ kéo mài và nó lành đi á, thì không biết là những cái vết thương và cái sẹo đó không biết là bên định là họ có là giám định đầy đủ giống như cái lúc mà vết thương đang không vậy? À, bên giám định thì em có hỏi thì bên giám định nói là hỏi em là hình ảnh mà lúc mà em mà còn mới vừa bị á còn không có chụp lại không video có không em nói em có thì bắt đầu là bác sĩ nói là bác sĩ sẽ dựa theo cái một phần đó là hình ảnh với lại video với lại những vết thương tật trên người của em và bác sĩ sẽ hỗ trợ em nói chung là để cho chính xác nhất á. À, như vậy là tức là theo ý bác sĩ nói là tỷ lệ thương tật nó Dạ, vẫn nó vẫn đúng của còn ở nó, trên người em. nó vẫn đúng cái tỷ lệ thôi phần trăm, Đúng chứ rồi. không phải là khi mà lành đi là nó Nó bớt sẽ đi tỷ lệ phần giảm trăm đi. đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì nói chung là mình giờ mình trước mắt là mình biết như vậy, nhưng mà bây giờ là bằng cách nào đó bây giờ mình xin được một cái giấy giới thiệu của cơ quan công an Dạ. để mình đi 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 gọi là giám định thương tật của mình, chứ để vết thương nó càng ngày càng lành đó chị. em Dạ. em nghĩ là cái vết thương nó càng ngày càng lành thì mình sẽ là coi như là em nghĩ là nó bình thường hơn đúng không Dạ, chị? dạ. Bây giờ em cũng nhờ công an Hải Dương nếu như mà có nghe được cái video này của em lên á thì em xin là mấy anh ngoài đó hỗ trợ giùm em để cho em được có cái giấy để em đi khám xét nghiệm là thương tật của em á trong thời gian sớm nhất. Hiện tại thì hôm nay chị đi khám thì cái kết quả của chị như thế nào? Hôm nay em đi khám thì kết quả của em là chỉ là có là
sức khỏe của em thì nó yếu, với lại là em bé nó yếu, rồi tim thai là phát triển chậm, với lại em bé phát triển chậm. Rồi hiện tại là bé cái cân nặng cân nặng của em bé hiện tại chỉ có 1,7 kg thôi, nhưng mà em bé 31 tuần, mà bác sĩ nói là em bé phát triển chậm. Có cách điều là điều trị không chị? À, bác sĩ nói là giờ là em là phải nghỉ ngơi nhiều, với lại uống thang cho nó đầy đủ để cho em phát triển á. Cái quan trọng là em bây giờ với lại cũng như là tinh thần của mình á. Định lại rồi em bé nó mới tốt được. Và thêm cái điều này nữa nè chị, em cho em hỏi cái là tức là bây giờ đó, theo em được biết đó là chị rất là muốn đi về ngoài hải dương để nhận lại đứa con của em. Mà bây giờ theo nếu mà chị có dám ra ngoài đó để mà đi một mình không? Dạ, nếu như bây giờ đi một mình là em không có dám đi, tại vì bây giờ cái thứ nhất là em bé trong bụng nó đang yếu. Và cái thứ hai á là em vừa ở ngoài hải dương em trốn được về đây. Đó là em cũng rất là hoang mang và lo sợ, với lại tinh thần của em cũng chưa có được ổn định bình thường như trước. Nên bây giờ là một mình em đi về ngoài đó, thực sự là em không dám đi. Cái thứ nhất là em sợ em đi ra đó rồi không biết em có còn mạng về hay không. Và cái điều thứ hai là em không biết là em có nhận lại được con em để đem con em về an toàn hay không, nên là em sợ. Sau cái câu hỏi này thì em có khẳng định với chị điều này, tức là cái việc mà hỗ trợ chị đi hay tiền vé máy bay thì tụi em sẽ cố gắng với nhau lại để hỗ trợ tay và có thể là tháp tùng để ra ngoài đó cùng với chị. Và cũng có một số anh em ở ngoài đó, họ nói sau khi em kể là cái việc của chị đó, thì họ sẵn sàng đón mình từ sân bay và đến hải dương để là coi như là họ vào đó thì họ sẽ nhờ gia đình và tác động từ phía cơ quan chức năng cũng nhờ vào đó luôn để là làm bằng mọi cách coi như là để con được về với chị. Cái điều đó thì tụi em hứa với chị, tụi em sẽ cố gắng làm coi như là đi sát đi xong với chị luôn. Vấn đề đó có một cái vấn đề nhỏ là chị không có giấy tờ. Bây giờ có một giấy tờ là em không có giấy tờ, tại vì giấy tờ tùy thân của em á là luân chồng của em á giữ hết rồi, em chỉ có mỗi hộ khẩu thôi, hộ khẩu của em hiện tại thôi, với ở chung với ba mẹ thôi, chứ giờ em không có căn cước, em không có chứng minh, em không có gì hết. Nếu mà đi xe 7 chỗ hay hoặc 16 chỗ đi ra ngoài đó, 2.000 cây nó phải mất phải là 24 giờ. 2 ngày 1 đêm. Anh đi 2 ngày đó. Đúng. 2 ngày 1 đêm. Rồi lại đang mang bầu này đi xe được dài sao được. Quan trọng là để cho chị nghỉ ngơi vài bữa để cái thai hoàn ổn định, với là cái quan trọng là cái thai nó ổn định cái đó, chứ giờ nghe nói tim thai yếu thì cũng hơi nguy hiểm á. Đúng rồi, khá nguy hiểm luôn đó chị ơi. Còn cái việc mà hỗ trợ chị từ tiền vé máy bay, tiền đi lại, đưa đón chị đến tận đó và đảm bảo cho chị đi, chị về tới nhà an toàn, tụi em sẽ cố gắng là đảm bảo cho chị điều đó. Mình thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái mấy anh em ở ngoài đó, ở ngoài Hà Nội họ rất là bức xúc, họ khi họ nghe cái sự việc em trình bày lại với họ thì họ nói thì họ sẽ lấy lại công bằng cho chị. Cái bây giờ á, giờ giấy tờ nếu mà mình làm cái giấy chứng minh rồi mất bao lâu thời gian lắm? Hai tháng, nửa tháng. Em hỏi rồi là nếu như sớm nhất có là 1,5 tháng. Hai tháng mới có. Em hỏi rồi là làm căn cước lại bây giờ là sớm nhất là 1,5 tháng. Cước hiện tại của chị là chồng chị đang giữ đúng không? Em chưa làm căn cước, em chứng minh thư, mà chứng minh thư chứng của minh em thư. Hiện tại là chồng em giữ, em không có giấy tờ gì tùy thân hết. Nếu bây giờ mà em ra em làm căn cước á thì nó sẽ có một cái đuôi căn cước, mình chưa không cần phải giấy gốc. Cái đuôi có hình. Đầu dưới một cái đuôi là làm xác ở tỉnh Kiên Giang, chị ra tỉnh làm á chỉ có hình, phải có hình. 10 ngày có. Không phải đâu, giờ tỉnh làm nói tóm gọn như vậy, có hay không có không quan trọng, mà bây giờ có còn bị giấy xác minh danh tính thì chẳng có đi máy bay được nữa, nó thẳng là vậy luôn, thì phải qua tổng hải quan người ta nhìn mặt, người ta xét lên ra hết, chứ đâu có đơn giản phải cầm luôn cái chứng minh ra mới đi được. Hôm bữa em đi ra sân bay cấp bi á, là em đi về đây á, là bên phía mà công an á, người ta kiểm tra cái chứng minh của em, với người ta nhìn gương mặt của em, người ta muốn không cho em đi á. Xong rồi em có trình bày lý do là em lấy chồng ở xa, rồi á là nhà có việc gấp á, nên là em về gấp trong đêm á, nên là em nói lắm họ mới cho em đi á.
mới đầu cái mặt chị bị vậy người ta nhìn không ra luôn. Đúng rồi, người ta nhìn không ra, với lại cái căn cước của em á nhìn không có giống. Rồi mấy anh hải quan có hỏi lý do gì sao? Có nói là tại sao mạch bị nhiều thẹo á, em nói là do em bị bỏng. Thì em chỉ nói gì thôi chứ em không có nói gì nhiều. Rồi xong rồi mọi người cũng thông cảm cho em đi. Rồi khi bà về Sài Gòn là bắt đầu là thực hiện cái cuộc trốn chạy. Dạ đúng rồi. Theo như chị ở với chồng chị 3 năm, bây giờ chị nhắm chừng coi bây giờ hiện tại chồng chị đang làm cách nào để mà kiếm chị về. Nói chung em không dám suy nghĩ tới anh, em nghe tên thôi giờ em cũng lên sợ lắm. Không, rồi chị biết cái tính của chồng chị đúng không? Dạ em biết, nhưng mà giờ em cũng không biết là nó có thay đổi là suy nghĩ cái cách để đi tìm em hay là như sự, bây giờ em không biết, không suy nghĩ ra luôn. Em không suy nghĩ ra luôn. Nói chung là giờ về nhà được dưới nhà là em đã mừng rồi, em còn chưa lại, em không dám suy nghĩ tới những chuyện đó đâu. À, từ bữa giờ cho em hỏi thêm một chuyện là chị, khi mà chồng chị bảo hành trong nhà của chị đúng không? Đúng rồi. Trong nhà chị có camera không? Không, nhà không có camera. Không có một góc là camera luôn. Không có camera. Rồi chỉ có những cái trận mà đòn của chồng chị dành cho chị đó, rồi lâu lâu thì có ba mẹ chồng chứng kiến thôi hả? Ừ, có ba mẹ chồng, lúc đầu thì có ba mẹ chồng chứng kiến, nhưng lúc sau thì không có. Dạ. Tại vì nếu như mà ông bà sang ăn á thì sẽ bị đánh nhiều hơn, nên là ông bà không sang nữa. Dạ. Còn những cái hình mà chị chụp lại những cái vết thương của chị đó, chị lưu vào cái phương tiện nào? Dạ, cái đó là những cái vết thương đó là lúc mà em về đến nhà là em gái của em với lại cô của em á quay lại. Dạ. Tức là quay lại là cái vết thương mà bữa hiện tại đúng không? Đúng. Còn rồi, những vết thương cũ là không quay được rồi đúng không chị? Dạ. Rồi cảm ơn chị ha. Cho em hỏi cái này nó hơi riêng tư một xíu nha chị. Dạ. Thì câu hỏi này thì được rất là nhiều cộng đồng và họ bình luận trên kênh của em. Dạ. Thì họ nói là không biết chị này có bị vấn đề hay không, nhưng mà tại sao để bị hành hạ trong một thời gian dài như vậy và có sự tác động của bà mẹ chồng là đi về ngoài đó đi, mày trốn về ngoài đó đi. Dạ. Mày ở đây không có tiền, mày sống không nổi đâu. Dạ. Không biết lý do gì, cộng đồng bây giờ họ rất là muốn biết là lý do gì mà để níu kéo chị ở lại đó, hoặc là bằng như thế nào đó mà cái gì để giữ chị lại. Dạ, anh ơi em cũng nói luôn là lúc á cái lý do là do á chồng em á là bắt em viết 4 tờ giấy nợ. Ừ. 4 tờ giấy nợ không là không mang tên chồng em, mà mang tên, nói là mang tên của em út bạn bè gì đó, là bắt em viết 4 tờ đó, nếu như em không viết á thì sẽ chặt tay chặt chân em và cắt cổ em, là cho người về nhà cắt cổ ba em, mẹ em, con trai và em gái treo ở cổng rào, còn không á là sẽ chích sida vô người cho cả nhà em chết trong nhục nhã. Nên nói chung là em sợ dao thì đưa vô cổ em như này nè, nên là bắt buộc viết và ký tên. Khoan, nhưng mà cái giấy nào là ký với ai, ai là người chủ nợ? Em không biết chủ nợ là ai, em chưa từng gặp chủ nợ luôn, em cũng chưa thấy số tiền đó luôn. Tức là biết một cái giấy nợ đóng, nhưng mà phải vậy là trên cái hình thức là chị vì cái giấy nợ đó. Đúng. Chồng chị đe dọa là nếu mà chị có vấn đề gì hay tiết lộ những cái trận hành hạ đồng coi thì chồng chị sẽ cho người xếp dạ, theo dạ. cái giấy nợ của chị đã dạ. ký đúng không? Rồi. Là từ cái nỗi sợ đó mà dạ. chị không có đủ can đảm để trốn đi. Đúng rồi. À, vậy là hôm nay cộng đồng rồi. Và thêm một cái câu hỏi cộng đồng cũng đặt ra là hỏi chị như thế này nè. À, cái này hơi riêng tư xíu thì tí nhị dạ. xin lỗi gì trước. Thì họ nói là nếu mà bị bạo hành như vậy thì những lúc mà vợ chồng yêu thương nhau rồi gần gũi đó. Dạ. Tại sao mà có tình yêu nào mà để dẫn đến mang thai là tới đứa bé này? Dạ, nói chung là em không được uống thuốc ngừa thai. Ừ. Em không được gì hết. Với lại những lúc mà em bị đánh đập những thương tích này em cũng không uống thuốc, em không xuất thuốc, không được gì hết. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà hai vợ chồng gần gũi đó là có tình nguyện hay không? Hay là bị ép buộc chị? Nói chung là cũng có lúc là ép buộc, cũng có lúc là tình nguyện. Tức là chị nói là có lúc tình nguyện, thì cho em hỏi một cái là khi nào mà chị tình nguyện? Tình nguyện là lý do chị thương chồng chị hay là chồng chị lời ngon tiếng ngọt hay như thế nào? Dạ, những lúc mà lần gửi mà tự tình nguyện á thì chồng em nói là thôi bà cũng đừng có giận tôi lỡ đánh bà vậy rồi thôi. Thì em cũng nghĩ là vợ chồng những lúc giận nhau hết giận rồi thôi, chứ em cũng không có ấy. Còn có những lúc thì em không dám kháng cự, nhiều lúc em không thích nhưng em cũng phải gắng cắn răng em chịu.
không dám kháng cự với lại những cái vết thương trên người em á, nó đau nhất nữa nên là nhiều lúc em muốn kháng cự nhưng em không dám. Nhưng mà cho em hỏi riêng tư, nó hơi kỳ cục, nhưng mà thật sự những lúc mà những cái vết thương chằng chịt trên cơ thể chị như vậy, và những lúc mà ảnh nói là lời yêu thương chị đó, chị có thấy là thật lòng hay không, hay là những cái lời đó là hoa mỹ để cho nhân thỏa mãn cái vấn đề là sinh lý của ảnh? Em thì em nghĩ là cái đó là cũng chỉ là những lời nói ngon nói ngọt để dụ em thôi. Mà giờ chị cũng là bất khả kháng đúng không? Đúng nếu rồi. Mà không đồng ý thì cũng là cũng không được, dạ. Mà đã phải chấp nhận đồng ý thì nó rất là dị hợm khi mà dạ, nó đánh tàn nhẫn với mình như vậy, dạ. Đúng không? Dạ. Mỗi lần như vậy á, em cảm thấy em kinh lắm, em kinh lắm. Và tại vì vừa mới đánh mình xong rồi cái như vậy cái em kinh lắm, tự là em rất là kinh. Vậy là có những lần tự nguyện, có những lần bị ép buộc, và những lần ép buộc đó là anh này á, theo cái tính tình á, là anh dùng bạo lực với chị, đánh đập chị hay như thế nào chị? Cũng như là những lúc mà em không tự nguyện á, thì bắt đầu là cũng cứ thế mà ấy thôi. Coi như là bạo lực. Là dùng bạo lực. Những lúc mà như vậy á, mà em không chịu á, thì cứ nói á, mày hả từng đi làm đĩ rồi bởi vậy hả mày xấu hổ gì mà mày không đồng ý này kia á, là nhục mặt. Em cũng phải ráng cắn răng em chịu. Nhưng một cái câu nói mà thật sự nãy chị nói em hỏi rồi thì là nói là một cái câu nói là tại sao trong thời gian dài như vậy là chị không chạy trốn chạy. Thì rất cái câu nói này thì nói là thời buổi bây giờ nó phải như ngày xưa, và trong khi đó tác động của người mẹ chồng chị là kêu chị đi, nếu mà có đủ điều kiện thì lúc đó em nghĩ là cơ hội chị đi nhiều hơn, nhưng mà vô hình chung là cái giấy nợ chị sợ. Là sợ cái giấy nợ em mà chị sợ không dám cái đi. Giấy nợ em không dám đi, với lại thêm một phần đó em không được tiếp xúc với ai hết á. Tổng số nợ trong giấy tờ đó là bao nhiêu tiền chị? Hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ tổng nợ luôn đúng không? Đúng rồi, tổng giấy nợ trên 4 tờ giấy nợ là hơn 2 tỷ. 4 tờ giấy nợ là hả? 4 mình, tờ mình viết mình ghi với cái nội dung gì? Nó bắt em viết á, là ghi với cái nội dung á là em vay tiền á đem về cho bố mẹ em. Như vậy luôn? Dạ, đem về cho bố mẹ em. Khi mà chị viết một cái tờ giấy nợ thì chị là cái người mà mình nợ, chị ký tờ giấy đó. Đúng rồi. Còn một người chủ nợ người ta thấy không thấy cả ký hả? Không thấy ký. Nhưng mà một người xa lạ đúng không? Đúng rồi, tại vì đâu có biết đâu, đâu có biết ai đâu mà ký. Rồi xong á là bắt đầu là để lên, xong rồi chụp cái giấy nợ đó lại, xong rồi xé giấy tờ gốc đi. Vậy hả? Dạ. Rồi cái này chị có thể trình báo bên cơ quan chức năng về cái hành vi này cưỡng đoạt tài sản nữa nè. Nếu mà đúng như theo như lời chị nói đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản đó. Tại vì á là cái tờ giấy nợ đó là không có bên chủ nợ, mà chỉ có bên em là người vay em ký thôi. Rồi xong rồi chụp hình lại, rồi xong rồi giấy tờ gốc á là xé đi. Đây cũng là giống như chị nói, trước đây được biết là chị là một quản lý của nhà hàng rất là lớn, đúng không? Chị mà là tức là trình độ hiểu biết chị có, đúng không? Trình độ hiểu biết chị có và quản lý con người chị có. Nhưng mà thật sự sau cái câu chuyện này thì em thấy là cái trình độ, mức độ hiểu biết của chị nó có đầy đủ như vậy. Mà một cái giấy nợ nó như vậy, và cả một cái môi trường chị đã tiếp xúc rất là nhiều, và chị cũng không còn nhỏ để không hiểu biết pháp luật. Mà em không hiểu được một điều rằng là lý do gì tới bây giờ chị nói một cái giấy nợ là chị hiểu biết rằng là cái giấy nợ gốc đã xé chỉ là chụp lại cái bản hình đó thôi, thì tức là nó không có đủ cơ quan đủ pháp lý để mà xiết nợ. Cái bây giờ thứ với lại thêm một cái lý do em không đi được, đó là thứ nhất là em không tiếp xúc được với người bên ngoài. Em không được đi đâu ngoài trong nhà em đang ở. Nhà nó có cô lập với hàng xóm không? Nói chung là hàng xóm là không ai tới nhà nó chơi hết, chỉ có họ hàng trong nhà thôi. Xung quanh hàng xóm như này cũng không giao du, không tiếp xúc với ai hết. Em không được đi đâu. Nhà đó thường xuyên có tổ chức họ hàng nhậu nhẹt đó không? Không có, không hề có. Chồng chị ở nhà 24/24 hả chị? Ở nhà đa phần là ở nhà, không có bạn bè đi chơi với bạn bè, không có ai bạn bè lại chơi hay là cà phê, nói chung là không có, không hề có luôn. Tại vì có một điều như thế này, có một vị khán giả nhận ra chị là cái chị này có bình luận trên một kênh đó là Chết Đi Sài Gòn rằng là tưởng đâu ai xa lạ, hóa ra là chị này ngày xưa làm ở quán chung với mình, và chị này rất là nhiều người theo đuổi, rất là xinh đẹp, nhưng mà hôm nay mình không ngờ ưng được một người chồng
mà nó hành hạ tàn nhẫn đến nỗi này. Bây giờ mình nhìn kỹ mới ra được chị này. Chị có cái cảm nhận gì như ngày xưa chị quá hối tiếc khi mà lấy người này không? Nói chung là bây giờ em cũng không có hối tiếc hay là do tại em suy nghĩ vậy nè. Chắc có lẽ là cái số của em rồi. Cái số của em phải gặp người chồng như vậy thì em cũng phải cam chịu thôi. Chứ bây giờ có hối tiếc em cũng đâu có được trở lại như ngày xưa đâu. Thì giờ là cái số mình vậy thôi, mình cam chịu đi. Rồi bây giờ đến lúc mà để mà chị để cho bên cơ quan pháp luật làm việc ha. Em nói chị như vậy nè, chị có cam đoan những cái lời nói của chị ngày hôm nay trên tất cả các kênh là đúng sự thật không chị? Đúng, những gì hôm nay em chia sẻ với tất cả mọi người, với bà con ở trên kênh này là những gì em nói là sự thật 100%, em không nói sai một câu nào. Và chị có hoàn toàn chịu? Em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, những gì em đang nói ngày hôm nay là sự thật. Được rồi, ngắm. Cái câu hỏi đặt ra là theo cái chị đó nhận định đó, là dạ, chị ngày xưa rất là đẹp và rất là nhiều người theo đuổi. Dạ. Lý do gì chị không đồng ý mà chị đồng ý cái người chồng mà vũ phu này mà chị không quen biết mà chỉ qua một lời giới thiệu? Để tại vì á là lúc đó là có lẽ là do cái duyên cái nợ rồi, cũng như là do những người đó theo đuổi em, nhưng mà chị có lẽ là do không hợp tính hợp tình, với lại á là em không thích nên là em không đồng ý. Còn đến khi em gặp cái người chồng này của em á, thì thứ nhất á là nói chuyện ra rất là đạo đức. Lúc mà mới gặp nói chuyện rất là đạo đức. Nói rất là đạo lý đúng không? Đúng rồi, nói đạo lý, nói cái gì cũng hiểu chuyện, cái gì cũng biết chuyện, nói chung là rất là thông cảm. Với lại á là em thương thêm một điểm đó là như này, là nói là thôi vợ, nhưng mà là bố là nuôi con, nuôi hai đứa con, rồi sinh thêm 5 đứa con nuôi ở ngoài nhà nuôi. Nó là em suy nghĩ là đây cũng là một người đạo đức rồi đó. Với lại cách nói chuyện á, nói chung là rất là đạo đức, rất là thương con, tuy là con nuôi nhưng mà vẫn thương như con ruột này, cho nên là em cũng cảm thấy là đây rất có lẽ là người đàn ông để cho mình nương tựa rồi. Với lại cái lúc mà người ta cũng không, khi mà được cái lời giới thiệu như vậy á, là chồng chị với chị sau khi đi đến với nhau là ở chung, sống chung, là anh đó có vào Sài Gòn gặp chị lần nào không? Có vào Sài Gòn xong rồi có tìm hiểu đi qua lại, xong rồi bắt đầu mới có tình cảm. Nhiều lần hả? Gặp nhau nhiều lần. Vậy là có tìm hiểu nhau? Có tìm hiểu, thì lúc đầu á thì nói chung là sống là nói chuyện rất là được, rất là đạo đức luôn. Rồi xong sau đó là khi chị về, chị phát hiện là anh này 2 đời vợ. Dạ. 7 đứa con. Dạ. Thì lúc đó chị có trách móc anh này không? Lúc đó thì em cũng có nói là tại sao từ đầu không nói này kia vậy đó. Xong rồi chị nói một câu đó là không thích nói. Không thích nói thì lúc đó là chị mới bật ngửa ra. Dạ, là anh này nói rồi. Đạo lý mà sống. Dạ. Sống không đạo lý. Đúng. Dạ. Rồi là lúc đó chị phát hiện ra là từ bắt đầu những cái câu chuyện nhỏ đó là dạ, nó dẫn đến là bắt đầu hai bên lại qua tiếng lại là có xung đột với nhau. Dạ, nhưng mà lúc đầu thì cũng chỉ có cãi giả thôi. Rồi xong rồi từ từ dần dần rồi bắt đầu tới tiền bạc này nọ các thứ á. Dạ. Rồi xong rồi mới nói chị là em bị đánh, bị hành hạ như ngày hôm nay. Chị yêu là yêu những cái ngọt ngào của chồng chị luôn đúng không? Nói chung á là thì phụ nữ mà nhiều khi ngọt bằng tay. Rồi sau đó mình về đó mình mới vỡ lẽ ra tất cả hả? Dạ đúng rồi, đến khi về sống chung ở ngoài đó là bắt đầu là mọi chuyện nó mới dần dần nó mới lòi ra. Có những đêm mà chị bị đánh xong á, chị có nằm chị uất hận không? Có chứ, nhiều lúc mình suy nghĩ tại sao có nhiều người thích mình như vậy, theo mình như vậy mà người ta cũng tốt, mà tại sao mình không thương mà mình đi lại thương một cái người lừa dối mình á, mà từ đầu là nói đi không nói này kia. Nói chung suy nghĩ rồi sau những trận còn và những cái sự thật nó được phơi bày như vậy, những cái bản chất bộc lộ ra hết như vậy, thì chị đánh đập tàn nhẫn như vậy, có thể là ngày đánh chị đến 5-6 lần. Và lúc đó chị có nghĩ tới cái hành động mà gọi là xấu nhất không? Không, em chưa bao giờ em suy nghĩ tới luôn tích cực. Đúng rồi. Không có nghĩ tiêu cực. Đúng rồi. Chịu đựng gì 2 đứa con hay chịu đựng gì hạnh phúc gia đình chị? Chịu đựng gì con? Chịu đựng gì con? Và chị có nghĩ là một ngày nào đó chị cảm hóa được chồng chị không? Chị có nghĩ được không? Không. Dạ. Và quyết định là bắt đầu là đi vào thành phố Hồ Chí Minh là trong một cái cuộc trốn chạy. Dạ. Kế hoạch mà trốn chạy này đã suy nghĩ từ ngoài hải dương, hay là khi vào trong Sài Gòn này bắt đầu chị mới lé lên cái suy nghĩ là chị bỏ cuộc chống dạy này? Đó là em vô tới Sài Gòn rồi em mới suy nghĩ là em đi. Tại vì chửi em ở ngoài đường á, chửi em ngoài đường mà ngay chỗ đó là ngay cái chỗ mà em làm ngày xưa, em lại em vay tiền á, chửi em ở ngoài đường á.
rồi bắt em bò hết con đường để đi gạ người ta chịch nhau á. Lúc đó em nghĩ em tức trong hận đó, em nói mình là dù sao cũng là vợ, giờ đánh đập cỡ nào mình cũng gán cắn răng mình chịu đựng rồi, mà giờ còn nhục mẹ mình giữa đường vậy đó. Chửi em nói chửi em nghe quán nước là bao nhiêu con người nhìn vô. Cái hành động bò đó là em đã bò chưa? Không, em không có bò. Chưa ha? Ừ, đúng rồi, em không có bò. Nếu mà ngày hôm đó anh đó không chửi gì ngay quán, không thì có em gì... em sẽ còn cố gắng chịu đựng nữa. Tại vì chịu đựng gì con em. Nói chung là cái này là chị chịu đựng như là đó. Chứ chị là từng là một người quản lý và một người rất là xinh đẹp mà quản lý một cái nhà hàng rất là lớn, và em biết cái nhà hàng đó. Nhưng mà chị hiểu biết cái vấn đề pháp lý, chị cũng biết hiểu biết nữa nè, đúng không? Nhưng mà tại sao chị phải chịu đựng như vậy? Thật sự luôn, cái câu hỏi đó rất là lớn, cộng đồng đặt rất là lớn. Có nhiều người nói là tại vì chị quá là coi như là thương chồng chị. Mà em nói là không có thể nào mà thương mà dẫn đến mà một năm mấy nạ, thậm chí là ngày 5-6 lần như vậy mà thương hoài mãi được. Dạ. Với lại em suy nghĩ tới con em á, nếu như bây giờ á mà cứ mỗi một lần mà như vậy á thì bắt đầu mình ly dị thì con mình nó sẽ khổ. Nên là em cũng cố gắng em chịu đựng vì con em một phần nữa. Và tới thời điểm này là sao, chị suy nghĩ như thế nào? Tới thời điểm này em nói nếu như mà càng sống chung nữa thì mẹ con em còn khổ hơn. Thà là em quyết định một lần đó để cho mẹ con em á được cuộc sống bình yên, có thể như vậy là giờ mẹ con em nó sẽ đỡ khổ hơn. Dạ. Và được yên ổn hơn. Dạ rồi, nói chung là ngày hôm nay thì các kênh cũng đến đây cũng đầu tiên là thăm hỏi sức khỏe của chị, nhưng mà được cái thông tin là thai rất là đang rất là yếu, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều và ăn uống điều độ và tâm lý ổn định lại. Yeah. Đó là cái thứ nhất, thì em cũng chúc chị được nhiều sức khỏe xíu nha, cố gắng ổn định lại tinh thần. Còn cái việc vấn đề để đảm bảo chị đi và về và vé máy bay đầy đủ thì tụi em ở đây đứng ra sẽ cố gắng lo sắp xếp cho chị. Yeah. Và chị cố gắng làm như thế nào đó có được cái giấy chứng minh sớm nhất. Dạ. Để là coi như là tụi em cố gắng tháp tục chị đưa ra tận ngoài hải dương để dạ. Nhận con chị về nha. Dạ. Chi phí thì chị có thể lo vấn đề đó ha. Dạ. Rồi chúc chị một ngày được nhiều sức khỏe như chị nha. Dạ, em cũng cảm ơn mấy anh YouTube đã thương xót mẹ con em. Em cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã đồng hành cùng mấy anh em trong những ngày qua. Dạ. Chị cũng phải cố gắng giữ sức khỏe để mà trả lời cái thắc mắc của cộng đồng hiện tại rất là lớn, và cái câu hỏi là vì sao mình lại chịu đựng cao như vậy cho chị nha. Dạ, em biết rồi.